Hello, chuyện này mới căng. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay lại quay trở lại với Minecraft. Thực ra thì cũng đã lâu, khá lâu rồi mình không chơi tiếp con này. Cũng tại bởi vì dạo này tự nhiên nó có nhiều game để chơi quá. Nào thì Dota chat, Auto chat này rồi ấy tự nhiên nó ra nên là mình tự nhiên mình bị cuốn cái con đấy mình cũng hay chơi. Mấy cả đây là con Stardew Valley nó chơi cũng rất là cuốn nên là mình, dạo này mình có vẻ mình khá là bỏ bê cái con này. Con Minecraft này mình không đụng đến cũng khá lâu rồi. Thì nhưng mà mình cũng dạo này mình nghiện mấy con gì nhỉ? Terraria mấy cả Stardew mấy cả Auto Chess quá. Nên mình bỏ bê con này khá là nhiều. Nên hôm nay mình quyết định vào mình chơi lại. Và cái con game này thì mình cũng đã sắp như mấy tập trước mình đã nói ấy, thì mình cũng sắp phá đảo rồi. Nó cũng không còn quá dài nữa. Thực ra bây giờ thì mình đã khá là đủ đồ để có thể đi tìm cái đấy nó gọi là cái gì nhỉ? Cái đấy nó đi tìm cái cổng cổng đi để đi cổng Ender ấy. Nó gọi là cái cổng Ender. Tìm cái di tích cái khu 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 thành bị bỏ hoang ấy, khu di tích, khu thành mình quên mẹ mất tên tiếng Anh nó là cái đéo gì rồi. Nhưng mà mình cứ gọi nó khu di tích. Trong cái khu di tích ấy thì nó sẽ có cái cổng cổng Ender. Cái cổng Ender ấy thì nó sẽ nó là cái lối để dẫn xuống Ender và mình dẫn lỗi dẫn xuống cái thế giới Ender để đánh con Ender Dragon. Thì nếu mà mình hiện tại thì mình cũng đã khá đủ đồ để mình đi đến tìm cái chỗ đấy rồi. Mình còn định là mình sẽ chế mình kiếm dưa hấu để mình chế thuốc hồi máu nhưng mà bây giờ thực sự nó hơi khó. Nhưng mà thực sự là hơi khó bởi vì bây giờ mình không tìm hạt dưa hấu ở đâu cả. Có lẽ là mình sẽ vừa đi vừa tìm thôi chứ hiện tại thì mình không tìm thấy. Ở quanh đây thì có vẻ là không có. Còn về mắt Ender thì mình đang có 10 cái, mình có tầm cần tầm khoảng mười mấy cái. Khoảng 10 15 cái tầm tầm đấy. Bởi vì nó có trên đường nó có tỷ lệ đi, có tỷ lệ mất nữa nên là mình cần nhiều nhiều một chút. Cái đấy hình như bốn góc mỗi góc ba cái cổng Ender thì là bốn góc mỗi góc ba 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 cái mắt hay sao ấy thì là cần cần 12 cái sao mình không nhớ rõ nữa. Nhưng mà cái tầm 10 cái mình là cũng khá đủ rồi, mình sẽ đi đến cái chỗ đấy rồi mình sẽ tìm Ender mình giết tiếp thì mình cũng sẽ đủ thôi. Mình cũng ở đây khá là lâu rồi nên hôm nay mình quyết định có thể hôm nay mình sẽ thức nguyên đêm mà mình sẽ không ngủ nữa, mình sẽ đợi Enderman ra. Nhưng bây giờ mình phải đứng đây à, mình phải đợi cho trời gần sáng thì Enderman nó sẽ ra nhiều và lúc ấy thì mình sẽ đi giết Enderman để mình săn ngọc. Thôi mình sẽ cố gắng kiếm được nhiều ngọc càng tốt rồi mình sẽ rời nhà đi tìm stronghold. Trên đường hy vọng mình sẽ tìm được thêm hạt dưa hấu và một số thứ nữa, những cái quan trọng để có thể ấy. Nhưng mà còn nếu mà kể cả không tìm thấy mình vẫn có thể đánh được rồi, đánh được dòng Ender rồi với cái bộ giáp kim cương của mình hiện tại đâu nhỉ? Nhưng mình vứt bên kia, nó hiện tại nó cũng khá là mạnh rồi, mình nghĩ mình có thể đánh được rồi. Nên hôm nay mình sẽ cố gắng. Ok, chần chừ thế được rồi. À, bây giờ mình sẽ đi tìm Enderman thôi. Đi quanh quanh đây tìm. Bắn chết hết mấy con này thì cho nó lành. Ô zombie, đi mẹ. Zombie nó cầm cái cung tím ghê. Mình giấu đồ lung tung quá. Ui đi. Bắt tao à? Nào đấy. À đây, đứng ngay đây. Chết đi. Enderman ơi. Hơi khó tìm. Đấy, nếu không tìm được Enderman thì mình cũng sẽ rời nhà đi. Có thể mình sẽ rời nhà đi thôi. Bởi vì quanh đây thì có lẽ không còn gì để khám phá, để mình khám phá rồi.
Mình có thể đi đến cái chỗ cái khu di tích ấy rồi mình tìm đến được cái khu di tích ấy rồi mình sẽ tìm Enderman sau cũng được. Ở đấy nó cũng có Enderman mà. Enderman thì cứ buổi tối là xuất hiện rồi, nó ngẫu nhiên. Cháu hiểu à, bắn tao vừa vừa thôi. Gặp mấy con skeleton ở dưới nước này tốt nhất là đánh. Bắn bắn cung. Cái cơ chế đánh mới làm tăng độ khó ở game nhé. Trước thực ra nếu mà là cơ chế đánh cũ ấy thì mình chỉ cần bộ giáp sắt cường hóa là mình cũng đủ đánh Enderman này, à Enderdragon này. Nó sẽ đánh hơn nhiều. Nó không phải ke như là cái này. Cái này mình chém trượt một phát thì mình sẽ kiểu mình chỉ chém đấy. Mình chém trượt một cái thì mình sẽ phải tụ lại cái thời gian rất là lâu. Nó không như là mình chém trượt một cái là nó phải tụ lại, nó phải vận khí lại cái kiểu thế. Nhưng mà cái bản cũ ấy thì mình có thể kiểu spam được, bản cũ mình cứ đứng mình spam 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 nó dễ hơn rất là nhiều. Mình cứ spam là chém kiểu gì cũng trúng, còn cái bản này mình phải cố gắng mình ke chuẩn nên là khả năng lúc con rồng nó bay xuống mình khó, rất khó chém nó. Có vẻ đéo con Enderman nào rồi. Nên là kể cả bộ giáp kim cương mình cũng chưa chắc được là mình sẽ đánh được Enderdragon. Cái cung này của mình xem nào. Sức mạnh 2 cũng tạm được. Úi đi. Mày đùa tao à? Cút ngay. Tao không giết mày. Mẹ đông thế nhỉ? Mày đông đấy. À, bọn mày đông đấy. Ăn gì mà đông thế? Ăn gì mà đông thế? Ăn gì mà đông đấy? Ok, sao đi mẹ lên ngựa này? Ai muốn lên ngựa đâu? Có vẻ đéo con Enderman nào rồi. Khổ. Có mấy con Creeper. Hay, một đêm trôi qua mà không có con nào. Buồn. Hello mày. Đổ kẹt. Mấy con cầu hóa này. Ôi nè, bắn đi, tao để mày tự chết. Ô, sao nó không tự chết nhỉ? Không tự chết thì tao chém. Ok, mày chết đi. Hay. Cái mic của mình nó bắt tiếng thở rất là kinh. Mình cũng có xem lại những cái clip của mình mà. Nên là mình thấy nó bắt tiếng thở khá là kinh nhưng mình không biết làm nào. Thôi, thông cảm. Bây giờ có lẽ là mình sẽ di rời nhà thôi. Thực ra mình muốn mình cũng không muốn câu giờ nữa. Có lẽ mình sẽ cố gắng end cái series này sớm. Đây là mình sẽ di rời nhà thôi. Di rời nhà thì tốt nhất nên cầm theo những cái mà quan trọng thôi. Những cái không quan trọng thì để lại đi. Để xem nào. Mình sẽ đương nhiên là phải cầm theo bộ giáp kim cương rồi. Thực ra nếu mà mình có cái hòm hòm cái cuốc cuốc ấy thì ngon. Nếu mình có cái cuốc cái gì nhỉ, cái cuốc đây gọi là cuốc gì nhỉ, gai này là cái gì? Nếu mình có cái cuốc thì ngon, bởi vì nếu mà mình có cuốc thì mình sẽ nó sẽ à mình có cái cuốc gọi là cuốc gì nhỉ, có cái cuốc mà nó đào đào kiểu mình chả biết diễn tả nào nữa. Nhưng mà nói chung là bây giờ mình không thể làm được. Mình định làm cái Ender Chest ấy. Mình định làm cái Ender Chest để mình có thể gọi là làm mình có thể chứa được nhiều đồ hơn, mình có thể mang cái dương theo ấy.
cái dương bình thường nhá, khi mà cái dương này mà bạn lấy cái cuốc bạn bổ ra thì mình sẽ lấy lại, thì sẽ lấy lại cái dương, nhưng mà cái đồ bên trong nó tung tóe ra ngoài. Nhưng mà nếu mà là có cái ender chest ấy, cái hồ dương ender ấy, thì mình có thể cuốc cái dương ender mình cho trong inventory được, nó là chứa đồ của mình khá là ngon. Nhưng mà bây giờ mình không làm được, bởi vì mình không có, mình nếu mình cuốc thường, mình chỉ có cuốc thường thôi thì mình cũng không thể cuốc được cái dương ender ấy. Mình gọi cái cuốc đấy gọi là cuốc gì, mình không quên mất tên nó là cuốc gì, mình phải ép được cái dòng ấy vào đó cơ, nhưng mà bên mình không ép được nên thôi bỏ. Bây giờ mình đang phải suy nghĩ xem mang những cái đồ gì theo, bởi vì cái hòm đồ khá là hạn chế. Gỗ có khi mình sẽ cầm một ít gỗ theo, nhưng mình sẽ cầm cái gỗ này cho nó đỡ tích, rồi khi nào mình cần thì mình sẽ tách ra, mình không cầm gỗ ván đâu, mình sẽ cầm gỗ này thôi. Cái này vứt đi, vứt lại, để vứt lại. Bột đá phát sáng này cũng không cần thiết lắm, mắt thì đương nhiên là phải cầm rồi, cái này không cần thiết, vứt lại. Thực ra mình có thể bắt con lừa nữa, mình có thể đi kiếm con lừa, không biết là không biết trong này có làm được thế không nhỉ. Mình có thể đi kiếm con lừa và mình cho con lừa chở độ của mình, nhưng mà quanh đây mình nhìn hình như không có lừa đâu cả, chỉ có ngựa ấy. Xem mà xẻng chắc xẻng có cần thiết không nhỉ, xẻng chắc không đâu, quan trọng cái xẻng, tốt nhất là chỉ cầm những cái đồ mà thực sự quan trọng thôi, những cái nào mà không quan trọng lắm thì vứt lại. Những cái đồ mình có thể chế được, nhưng là kiếm kiếc này thì mình vứt lại thì mình chẳng cần thiết đâu. Cung này, những cái đồ mình có dòng rồi mình mới để lại thôi. Sắt thì mình đương nhiên phải cầm theo sắt rồi, sắt thì đương nhiên là phải cầm theo rồi, không cầm theo thì lấy cái gì mà làm. Thực ra mình có một cách để mình gọi là nhau nhỉ, mình có một cách để mình làm cho cái sắt này nó đỡ tốn slot hơn, mình có thể làm nhỉ. Đây, thực ra nó cũng không cần thiết lắm. Đấy, làm này này. Đấy, nếu nó sẽ không bị tốn ba ô đâu, mà chỉ tốn một ô thôi. Nhưng mà mình đang thiếu một cục sắt. À, thiếu hai cục. Thôi mình cầm này thôi. Mình cầm 16 cái block này là khá là nhiều sắt rồi. Dùng thoải mái rồi. Than mình cũng sẽ cầm thêm ít than. Đúng 64. Đúng là stack than, than. Mũi tên thì cầm rồi. Đây rồi. Xem nào. Cuốc này mình có thể chế được, mình cũng không cần thiết phải cầm theo, nhưng mà thôi mình cứ cầm theo một cái đỡ phải dùng cuốc kim cương. Bàn này thì cầm theo một cái bột quỷ lửa thì phải cầm rồi, xô nước phải cầm, đuốc thì đương nhiên cũng phải cầm. Này, đất đất thực sự không quan trọng lắm, nhưng mà mình không nên, thôi chắc mình không cần cầm đất đâu, để đất lại. Mình theo cầm theo đá thôi, mình cầm theo đá để mình đánh dấu đường, sau này có cần về thì còn có thể về được ngay. Mình vẫn sẽ đánh dấu đường về chứ mình không đi luôn đâu, sau này có thể mình sẽ quay lại. Mình cũng cầm theo một ít vàng đi, chẳng may mình có thể nhận được táo vàng, mình làm táo vàng mình sẽ được tăng thêm một máu. Mình đây mình cần quả táo thôi, bên này cũng có sắt nữa này, sắt mình cầm theo ít sắt, cái kiếm tí quên không cầm, này đương nhiên phải cầm rồi, sắt. Phân là cái này đỡ tốn diện tích. Cái đe với cả mấy cái này nên cầm theo không nhỉ, chắc là cái này cũng nên cầm theo đấy. Nếu đến chỗ stronghold ấy, thì có thể mình sẽ tìm được rất nhiều sách, nên là cũng không nhất thiết phải cầm theo sách đâu. Ở đấy thì nó có cả một cái thư viện mà, nên có lẽ chắc không cần cầm theo sách đâu. Mấy quyển quan trọng thì cầm thôi. Đây không nhỉ?
Thôi mình sẽ cầm theo cái đe, cầm theo cái bàn luyện tạo. Ok. Không, vẫn còn khá nhiều slot, chưa hết slot đâu. Ui, bộ giáp mình sắp hỏng hết rồi, mình sẽ làm bộ giáp mới đi. Mình sẽ không mặc bộ giáp này đâu. Đằng nào bộ giáp này không chỉ có dòng đâu. Làm luôn bộ giáp mới. Mình sẽ cầm theo một ít sách đi. Đằng nào cũng thế. Để nhà không thì đâu. Để nhà làm gì? Đào cái này cầm rìu, cái này còn cầm rìu chặt cho nhanh. Mẹ cái cuốc mình đào đéo hiểu nghĩ gì. Ok, cầm từng đây khó khi là đủ, chẳng cần cầm nhiều đâu. À, thế này thôi, đóng cửa lại, có lẽ nhà là đủ rồi. Mình làm bộ giáp mới, bộ giáp cũ ấy vẫn đi. Cái mũ của mình vẫn còn nên là không cần làm cái mũ. Làm cái quần áo thôi. Quần áo với cả áo nhỉ, áo này. Đấy, này thôi. Còn cái đống sắt này thì mình sẽ gom lại. Gom lại nhà cho nó nhẹ. À, cho nó đỡ tốn diện tích. Mấy cái này vứt đi đi. Hoặc là mình cứ cầm theo. À đúng rồi, mình vẫn phải cầm theo cái giường, không thể không cầm theo giường được. Vứt đi. Thôi. Và cuối cùng thì mình sẽ cầm theo cái giường. Nên là có lẽ là đủ đấy nhỉ. Thiếu gì không nhỉ? Có lẽ đủ rồi đấy. Đủ rồi, đủ rồi. Hay. Thôi đi thôi, tạm biệt ngôi nhà nhá. Đóng cửa. Tạm biệt nơi này. Mình sẽ đi. Rời đi chỗ... đương nhiên phải cưỡi ngựa đi cho hoành tráng. À, đi bộ. Mặc dù cưỡi ngựa đi có thể là sẽ sẽ vướng tay vướng chân hơn là đi bộ ấy, nhưng mà thôi sao, có ngựa đi vẫn hơn. Tạm biệt bò, tạm biệt gà nhá, tạm biệt cừu nhá. Đi đây, bây giờ mình sẽ thả cái mắt Ender này và mình sẽ đi về phía mắt Ender. Đấy là cách để tìm thấy cái cổng Ender. Muốn tìm cái cổng Ender đơn giản là thả con mắt này và đi theo. Nó sẽ bay, con mắt này sẽ bay đến hướng đấy. Và mình sẽ thả. Ố. Thả chứ nhỉ? À đâu, mình chưa thả. Xem nó bay đâu nhá. Thả nhau nhỉ. Ôi, tìm mắt thả phát ba cái. Thả phát mất ba cái cơ, căng vậy. Đây nó sẽ chỉ theo hướng này. Nó chỉ theo hướng này à, đúng không? Bây giờ mình có lẽ mình sẽ dừng lại, mình ngủ cái rồi mình sẽ đi tiếp, đỡ phải đi trời tối. Ok, à thôi chết, từ từ chạy theo nó. Đừng mất nhá, đừng mất nhá, đừng mất, đừng mất. Ok, không mất là được. Vẫn là hướng này. Mình có nên phi nghiệm ngựa xuyên màn đêm hay là mình dừng lại mình ngủ? Mình nghĩ mình nên dừng lại mình ngủ cái. Hồi xưa hình như nó không cho phép ngủ ngoài trời này đâu, nhưng bây giờ thì nó cho phép rồi. Đi, con ngựa đâu rồi? Mẹ con ngựa nó ngu không tả được. Toàn bỏ đi, toàn bỏ chủ. Trông. Mày đang nhảy lúc nha mày. Đi. À, trên đường đi mình đang cảm thấy hơi hối hận vì mình dắt con ngựa ấy theo ạ. Thôi đi. À, ui, thôi, chết. Đau. Thôi mình cho nó ở nhà đi, đỡ vướng chân vướng tay. Con này vướng lắm. Thật sự nó rất là vướng.
cho đi theo thủy tổ vướng này. Đúng rồi, con ngựa trong game này nó vô dụng vãi cứt. Đấy, ở nhà nhá. Đi theo vô dụng. Giờ mình đi thôi. Ăn ăn. Đây hướng này. Cái mắt Ender khi mình đáp lên thì nó có tỷ lệ mất nhé. Nó có khả năng bị mất. Nên là tốt nhất là hy vọng là sẽ không mất. Đấy, đi qua đoạn này, mình nhớ đi qua đoạn này. Thì thảo mình thích đặt cái này, mình cắm cái đuốc để mình đánh dấu đường. Đó. Đặt này đó, cắm cái đuốc lên. Đó. Sau này mình có muốn quay lại thì mình còn quay lại được. À nặng. Nếu trên được đi mình có gặp hang hay gặp cái gì đây mình có thể mình sẽ xuống. Thả ma mắt tiếp vào, đang bay đâu, vẫn hướng này. Ok, không mất. Vẫn hướng này thôi, mình vẫn đi theo hướng này thôi. Có vẻ là chưa tới đâu. Vẫn đi theo hướng chéo góc. Đã chéo góc. À đúng rồi, mình cầm cái bản đồ ra. Có gì còn nhìn đường. Nãy mày nhìn bản đồ nhỉ. Thôi kệ cha đó. Mình đang đi về hướng cái nhà mình ở góc bên này này. Nhà mình ở góc bên này, mình đang đi về hướng này. Mình đang đi về hướng chéo. Mình chuẩn bị đi đến một khu mới rồi. Không ai mình chưa đến bao giờ này. Để đánh dấu đường đây. Đi đoạn này đánh dấu phát. Tè tè. Ôi chết, mình không cầm giấy rồi. Sai lầm rồi. Một trong những sai lầm của mình là mình không cầm giấy để mình mở rộng bản đồ. Không có giấy không mở rộng bản đồ được. Thôi kệ, chả sao đâu. Cái bản đồ trong này nó cũng vô dụng lắm mà. Chả làm gì. Mình nhớ là nhà mình ở hướng cái sa mạc kia được. Đi về phía sa mạc. Coi đi. Bây mình sẽ thả mắt thêm lần nữa xem là nó còn đi về hướng này không. Vẫn đi về hướng này thôi. Vẫn đi thẳng hướng. Cái gì đấy? Đừng bỏ nó mất nhá. Nghe ở đâu? Không phải. Không mất, nó chỉ rơi ở trên này rồi. Ok. Vẫn đi về hướng này thôi. Không có thay đổi. Ui, ra biển à? Ô. Ui. Biển rồi, ra biển rồi. Ui, rộng vãi ạ. Mình kêu có gì cơ. Đứng bảo là cái stronghold đấy ở ngoài biển nhá. Mình nhớ, hình như mình nhớ cái đấy nó gọi là cái stronghold hay nào. Mình không nhớ rõ có đúng là stronghold không. Nhưng mà đây mình đang ra biển. Đây là một cái đầm lầy. Mình cũng muốn vào khám phá thử cái đầm lầy xem nó có cái gì. Đúng là cái này nó phải đi mới mở rộng được tầm mắt. Đằng kia nó có cái gì cơ? Mấy cái cột gì cơ? Đừng bảo đây nhá, đây là trong hố nhá. Đằng kia có mấy cái cột kìa. Có thể nghĩa là mình làm cái thuyền đi ra đấy. Đứng lại làm cái thuyền đi. Đây là một cái đầm lầy thôi, nó không có gì cả. Đầm lầy không có gì hết. Đầm lầy ở trong game này gần như nó không có gì ngoài
Thi thoảng thì nó có cái nhà phù thủy. À rồi chết rồi, mình không cầm cái bàn chế thuốc theo à? Đầu óc, trời ơi! Một trong những cái cực kỳ quan trọng nữa là cái bàn chế thuốc mình lại không cầm theo. Mình hết que khuỷu lửa rồi. Mình lại dùng hết cái que khuỷu lửa rồi. Có làm nào chế cái que khuỷu lửa không nhỉ? Cái bật cái bảng chế độ đây. Hình như không chế lại được cái que khuỷu lửa phân tách ra thành bột là không chế lại nữa. Theo mình nhớ là thế. Chả lẽ bây giờ lại chạy về nhà để lấy cái bàn chế thuốc đấy à? Xa vãi lìn luôn đấy. Rồi mình sẽ làm một cái mình sẽ dựng tạm một cái nhà nhỏ đây. Nhà bằng gỗ. Dựng tạm một cái nhà nhỏ ở đây. Một cái lệ ok. Thôi kệ không sao, kệ mẹ đó. Nhà ở tạm thôi. Ở tạm đúng vậy, trông nó đẹp đẹp đi. Mình xây này bởi vì mình rời. Thực ra kiểu gì cũng phải tạo thêm gỗ rồi. Rời không có tác dụng à? Không sao, gỗ mình có thể chặt thoải mái. Chả sao. Cái này có đã đủ rộng rồi. Cần chế thêm đồ. Chế một cái cửa đi nhìn cho đàng hoàng. Cái rất ngu, chế một phát là phải chế ra ba cái yêu yêu tại sao. Thôi đấy, một cái lều nhỏ mình để mình dừng chân. Mình có nên quay lại để mình lấy cái bột quỷ lửa, que quỷ lửa hay mình đi xuống đây tiếp? Ok, có khi mình sẽ quay lại mình lấy cái que quỷ lửa xong rồi mình sẽ xuống kia nhé. Mình sẽ dừng quay ở đây, mình quay ở đấy xong mình sẽ quay lại. Ok.